Có thằng cha kia, con rời kia vào bảo em là gì? Nách con này đen xì, em hỏi các chị nha, các chị để này này. Các chị để này, các chị chụp hình. Thì cái bóng với cả cái nhăn nách thì nó chả phải chả phải ấy. Kiến, con vào toilet giúp mẹ lấy cái hộp Snow White, sao trông có đèn trong toilet kìa con. Này, nách tôi này các bà. Hộp Snow White. Cái hộp ngắn ngắn này này màu trắng. Có chữ tím, màu trắng có chữ tím, ngắn ngắn, tròn. Đó đây, các bà để cái nách như thế này coi chụp hình. Thì nách ai mà không có cái đổ bóng, nó kêu tôi là nách đen xì, thì nhò mũ tao cả. Nách có hột thì có. Nách có hột là do ngày xưa em nhổ lông lách. Nhổ lông lách mấy bà. Các bà đừng nhổ lông lách, các bà cạo cạo cho tôi. Không. Snow, Snow White, cái hộp nào cứ S-N-O-W. Các bà cạo cho tôi. Nó sẽ trong cái rổ ấy. Hộp luôn luôn tròn tròn. Đó, đấy, ra cái lông lách này. Đó. Đó, thấy không? Chính xác, thank you con, để lên đấy cho mẹ. Thank you con gái. Đó. Mấy cha ấy. Thôi tôi hỏi mấy bà. Thì các bà mà để cái tay nó rũ xuống, cánh nó rũ xuống, thì cánh nào không đen? Đây đây, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi mấy ba. Đây, đúng không? Người ta dùng cái này đến 7 năm rồi, làm sao mà người ta đen được? Nên những chị nào mà nách bị đen này, các chị dùng ngay cỡ 1 tháng là chị thấy cái cảnh luôn. Còn em mà dùng duy trì 7 năm rồi, nách là 1, bẹn là 2. Đó. Cạo lông lách đi. Ngày dùng 1 lần. Chị nào mà đen ngày dùng 2 lần. Em thì 1 lần thôi, tại vì là em đã dùng lâu rồi. Đó. Bôi cái này nhá, nó vừa dưỡng cho da nách mềm, vừa làm trắng nhá. 350.000 nha mấy mẹ. Tôi chưa tăng giá 390.000 là may rồi đấy. Nó bị lên, hàng vận chuyển nó lên. Đó. Ok la chưa? Mời mấy ba. Swing. À, wing. Tay là hen, cánh là wing. Dơ nách lên, wing. Đó, sang. Giờ xuống làm mà tô bị thô. Đó. Em gầy rồi mấy chị. Gầy rồi nha. Ok la. Em mới xuống ăn đấy các chị à, 12 giờ đêm rồi các chị ngủ đi. Em mà chưa bôi dưỡng thể, chưa bôi trắng da này, tí lên bôi sau. Đó. Bye bye các thánh nha.